đó là cái bài mà liên quan đến chủ đề dự phòng loét dạ dày tá tràng khi chúng ta sử dụng các thuốc kháng viêm không steroid. Vì chúng ta biết các cái thuốc này càng ngày càng được sử dụng khá phổ biến, nhưng mà cái vai trò của nó ảnh hưởng trên cái dạ dày như thế nào và cách để chúng ta phòng ngừa và hạn chế những cái tổn thương ra sao, thì chúng ta sẽ được nghe cái phần chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, là trưởng khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân Gia đình. Xin mời tiến sĩ Võ Hồng Minh Công. Kính thưa phó giáo sư Bùi Hữu Hoàng, chúng tôi đoàn kính thưa quý thầy cô và anh chị và các bạn theo dõi những cái ngày thảo ngày hôm nay, và ba cái cáo báo vừa rồi rất là hay về vấn đề loét dạ dày do Helicobacter pylori, và mình đã điều trị được Helicobacter pylori thì mình ngừa được vấn đề loét dạ dày tá tràng, xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng, và đồng thời một cái quan trọng đó là ngừa được biến chứng ung thư. Tuy nhiên bên cạnh đó thì có một cái nguyên nhân nữa, đó là do thuốc ăn sát gây ra loét dạ dày tá tràng, do đó chúng ta cũng phải có một cách dự phòng cho những trường hợp này. Và trong những năm tháng vừa qua thì cái đại dịch Covid rất là nhiều, và trên mạng đâu đó thì có rất nhiều cái có những cái toa mà lưu hành trên thông tin đại chúng, và một số người mặc dù không có nhiễm Covid nhưng mà vẫn dùng thuốc này để điều trị. Và trong vòng 3 tuần nay thì trong tại khoa chúng tôi cũng như là tại phòng khám thì thấy cái tỷ lệ bệnh lý của dạ dày, viêm dạ dày, loét dạ dày và trong đó có xuất huyết thì xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà trong cái thời gian mà Covid này, cho đó nhiều có triệu chứng ở nhà nhưng người ta rất sợ, người ta không vào viện. Khi mà cái tình trạng đã nó giảm lắng đi thì người ta nhập viện, và đa số là tình trạng rất là nặng. Do đó hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái dự phòng loét dạ dày tá tràng do ASEP. Theo cái thống kê dân số của Việt Nam thì đến năm 2019 thì rõ ràng cái tuổi thọ trung bình của người Việt Nam mình là 73,6, và đến năm 2030 thì nó đã lên 78, và đến năm 2050 là lên 80%. Và các nhà lão khoa đã thống kê rằng thấy rằng 95% người cao tuổi là đều có cái bệnh, và trong đó cái chủng bệnh mãn tính đó là bệnh cơ xương khớp, đó là những cái bệnh lý tim mạch mà chúng ta phải sử dụng phân xét cũng như là insulin được thấp kéo dài để được trị trong một cái phòng ngừa bệnh lý tim mạch. Và người ta nhận thấy rằng khoảng 15% dân số mua một hay nhiều đơn thuốc ăn xét hàng năm, và tuổi già hút thuốc lá, hút trong tâm liệu tốt nguy cơ khi chúng ta sử dụng thuốc ăn xét. 25% thì có biến chứng đường tiêu hóa trên, 10 đến 30% thì có loét dạ dày tá tràng do thuốc ăn xét gây ra, và trong đó có 2 đến 4% chảy máu đường tiêu hóa hoặc là thủng dạ dày. Và chúng ta biết rằng trong dạ dày thì có hai yếu tố, đó là yếu tố bảo vệ và yếu tố phá hủy. Khi hai yếu tố này cân bằng với nhau thì chúng ta có một dạ dày rất là khỏe mạnh và giúp chúng ta có một cuộc sống rất là happy. Nhưng mà theo một lý do nào đó mà cái yếu tố phá hủy và yếu tố bảo vệ nó chênh lệch, mà nó nghiêng hẳn về yếu tố phá hủy, thì làm cho cái dạ dày mình bắt đầu có cái bệnh và làm cho cái vấn đề xảy ra những cái loét, những cái biến chứng như là chảy máu hay là thủng. Chúng ta biết rằng những cái yếu tố này nó sẽ là gây viêm, sau đó là nó gây viêm bào mòn, và nếu chúng ta không điều trị, không phòng ngừa thì dẫn đến là loét, và sau đó những cái biến chứng như là chảy máu, hay là nếu trường hợp lâu dài thì dẫn đến một cái viêm mãn tính, có thể là dẫn đến ung thư. Và hiện nay cái thuốc ăn sát thì gồm có 3 loại, đó là cái ăn sát mà không trộn lọc. Không trộn lọc có nghĩa là nó tác động lên cấp 1 và tác động lên cấp 2. Và cái thứ hai là cái thuốc ức chế cái enzyme cấp 1, và thứ ba là đó là cái một cái thuốc ăn sát ức chế cấp 2. Và cấp 1, cấp 2 người ta dựa vào cái sự hoạt động của cái ức chế tuyến men nào nhiều nhất thì nó sẽ nằm ở cấp 1 và hoặc là cấp 2, và nếu trường hợp có nằm khoảng nhỏ hơn một lần so với hai cái ức chế cấp 1 và cấp 2, người ta xem như là đây là một cái thuốc NSAID không trộn lọc. Như vậy để chúng ta biết rằng cái tác động của NSAID như thế nào thì chúng ta sẽ xem cái cơ chế sinh lý từ cái phosphor lipid bằng tế bào, nó tạo thành cái axit arachidonic, và dưới tác động của enzyme cấp 1 tạo ra prostaglandin. Và prostaglandin này nó có ba cái nơi, thứ nhất là ở tiểu cầu tạo ra thành cái prostaglandin 2, tại thận nó tạo ra prostaglandin E2, và tại dạ dày nó tạo ra prostaglandin E2. Còn đối với mà dưới sự tiếp xúc phát của cái enzyme cấp 2 thì nó tạo ra prostaglandin và gây ra hiện tượng là viêm.
Như vậy ở tại dạ dày, khi mà dưới sự xúc tác của enzyme cấp 1 thì nó tạo ra là EPC2. EPC2 có cái nhiệm vụ đó là bảo vệ được cái niêm mạc dạ dày, nó bằng cách là gì, bằng cách là tăng cái niêm cái chất dày của niêm mạc dạ dày, hoặc là tăng tiết cái chất dày bằng cách là tăng bicarbonate và tăng lưu lượng máu đến cái vùng niêm mạc của dạ dày, và nó sẽ bảo vệ dạ dày. Đấy, tại thận dưới tác động của cấp 1 và cấp 2 nó tạo ra cái BGE2 và BGE2. Hai cái chất này nó mục đích là nó làm giãn cái động mạch đến của thận, nó làm tăng cái độ lọc của thận và làm tăng cái đạt đào thải nước và natri. Đối với tại những cái mạch máu của biểu mô mạch máu thì dưới tác động của cấp 1 và cấp 2 nó tạo ra cái EBC2 và cái TXA2. EBC2 người ta gọi là prostacyclin, còn cái TXA2 gọi là thủ môn xanh. Đấy, tại cái khi mà cấp 2 nó tạo ra cái BGE2, nó có nhiệm vụ là làm giãn mạch và làm tăng chống kết chóc của tử cầu. Còn đến với tại tử cầu dưới tác động của một tạo thành cái TH2 và glucosan thì có nhiệm vụ đó là làm tăng chống kết tử cầu và nó sẽ làm to mạch. Như vậy khi mà chúng ta sử dụng thuốc NSAID mà tác ức chế cái cấp 1, tức là tạo ra cái sự giảm cái EBC2, mà giảm EBC2 thì nó sẽ làm giảm được cái chất nhầy, nó giảm sự tiết chất nhầy, giảm bicarbonate và giảm lưu lượng máu của cái đến nuôi niêm mạc của dạ dày. Đồng thời nếu nó gây ra tình trạng tổn thương thì đó là loét. Nếu mà kết hợp với một cái nhiễm Helicobacter pylori thì nó làm cho tình trạng viêm loét sẽ nặng hơn và dẫn đến nhiều cái biến chứng của nó. Như vậy cái ảnh hưởng NSAID trên đường tiêu hóa nó gồm, thứ nhất là rối loạn tiêu hóa, thứ hai là viêm thực quản, thứ ba là viêm dạ dày tá tràng, loét dạ dày tá tràng, viêm loét ruột non, viêm loét đại tràng, chảy máu dạ dày, chảy máu từ cái loét dạ dày, loét tá tràng và chảy máu đường tiêu hóa dưới. Đấy, bên NSAID thì nó còn vẫn gây ra đường chảy máu đường tiêu hóa nhưng mà tỷ lệ rất là thấp. Theo một cái nghiên cứu Mokosan thì đây là một nghiên cứu với 4.439 bệnh nhân. Cái thuốc NSAID hay sử dụng đó là naproxen, ibuprofen và diclofenac. Thì rõ ràng trong nghiên cứu này người ta thấy rằng nếu chúng ta sử dụng càng lâu dài thì cái tỷ lệ biến chứng trên dạ dày sẽ càng cao. Cũng tương tự một cái nghiên cứu của Vigo thì sử dụng cái NSAID đó là naproxen với cơ bản là 4.029 bệnh nhân. Nếu chúng ta xài càng lâu thì cái tỷ lệ mà gây biến chứng trên đường tiêu hóa thì càng cao. Như vậy cái ảnh hưởng của NSAID trên đường tiêu hóa thì trên lâm sàng từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng, chúng ta thấy rằng cái viêm bào mòn nó chiếm trên 50%, đối với loét đường tiêu hóa chiếm từ 10 đến 30%, khó tiêu chiếm trên 30%, loét có triệu chứng chỉ có 2 đến 4%, chảy máu đường tiêu hóa trên từ 1 đến 1,5% và chảy máu đường tiêu hóa dưới khoảng 0,8%. Như vậy chúng ta phải chọn lựa những cái NSAID nào để nó hạn chế vấn đề cái tổn thương trên đường tiêu hóa, cũng như là những cái NSAID nào mà nó tổn thương rất là nhiều. Thì đây là một cái nghiên cứu để đánh giá về cái yếu tố nguy cơ gây ra chảy máu từ loét dạ dày tá tràng bởi NSAID. Và cái nghiên cứu này đã là một nghiên cứu có đối chứng đến ca bệnh là 2.777 bệnh nhân và một cái chứng đó là với cái cơ bản là 5.532 bệnh nhân. Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta sử dụng cái celecoxib thì cái yếu tố nguy cơ nó chỉ có 1, nhưng mà chúng ta dùng cái diclofenac thì yếu tố đã tăng lên là 3.1, và nếu ta dùng cái ibuprofen là lên 4.1, và nếu chúng ta dùng cái meloxicam lên là 8.9 và dùng cái biproxicam là lên 12.9. Như vậy dựa vào cái nghiên cứu này thì chúng ta sẽ biết được những cái thuốc nào có nguy cơ gây ra cái tổn thương niêm mạc dạ dày, dẫn loét dạ dày và dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, mà chúng ta sẽ có một cái cân nhắc để áp dụng trên lâm sàng. Và một cái nghiên cứu của Vigo, chúng ta dùng cái thuốc Pioc. Trước đây thì nó đây là một cái thuốc ức chế cấp 2, và với trên cái nghiên cứu này là 8.076 bệnh nhân có một cái viêm khớp dạng thấp từ 50 tuổi trở lên, và chia làm hai nhóm, một nhóm điều trị từng cái rofecoxib 50 mg trên ngày và một nhóm điều trị naproxen là 500 nhân 2 lần trong ngày và theo dõi trung bình là 9 tháng. Thì trong cái nghiên cứu này người ta thấy rằng theo dõi đến 12 tháng thì rõ ràng cái dùng cái thuốc rofecoxib thì cái tỷ lệ mà biến chứng trên đường tiêu hóa nó thấp hơn so với naproxen, và sự thấp này có sự khác biệt cái gì cũng kỳ. Và chúng ta thấy rằng đấy với hiện nay trên lâm sàng chúng ta rất sử dụng rất là nhiều cái aspirin và cả cái clopidogrel.
Thì xem đây là một nghiên cứu năm 2002, xem đó tất cả những cái biến chứng về xuất huyết tiêu hóa khi sử dụng aspirin phối hợp với clopidogrel như thế nào. Thì trong nghiên cứu này người ta chia làm hai nhóm với cái cỡ mẫu là 6.293 bệnh nhân, và một nhóm là dùng aspirin đơn thuần, một nhóm là dùng clopidogrel cộng với aspirin. Thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mà xuất huyết nó phụ thuộc vào cái hàm lượng của aspirin. Nếu chúng ta dùng cái hàm lượng aspirin nhỏ hơn 100 mg thì nếu chúng ta dùng đơn thuần aspirin nó xuất huyết tiêu hóa chỉ có 109%, nhưng mà trên 200 g thì đã lên 309%. Nếu chúng ta phối hợp giữa cái clopidogrel và aspirin, nếu mà phối hợp này mà cái nồng độ aspirin nhỏ hơn 100 mg thì chúng ta chỉ có 3% tổn thương ở cái đại xuất huyết tiêu hóa. Nếu chúng ta dùng cái liều aspirin mà trên 200 mg thì đã lên đến 5%. Và một cái nghiên cứu nữa, người ta nhận thấy rằng cái yếu tố nguy cơ mà cái tổn thương niêm mạc dạ dày bởi ánh sét nó còn phụ thuộc vào cái lứa tuổi. Và đây là cái nghiên cứu phải có ba cái nhóm. Cái nhóm một, cái nhóm mà có cái đường màu đỏ đó là những cái nhóm mà đã sử dụng thuốc ánh sét cộng với aspirin. Cái nhóm màu xanh dương thì đó là cái nhóm mà chỉ sử dụng ánh sét và không có sử dụng aspirin, và cái nhóm màu xanh lá đây là cái nhóm mà không có sử dụng ánh sét và không sử dụng aspirin. Chúng ta thấy rằng cái độ tuổi từ 60 đến 69, từ 70 đến 79 và lớn hơn 80 thì tuổi càng lớn thì cái nguy cơ chuyển máu càng nhiều, và cái khi chúng ta sử dụng những cái thuốc ánh sét càng nhiều, phối hợp nhiều càng nhiều thì tỷ lệ tổn thương trên đường tiêu hóa càng cao. Và có một nghiên cứu phân tích gợt phân tích gợt, và đây là phân tích gợt và có đối chứng với cái cơ mẫu và xuất huyết tiêu hóa về 1.457 bệnh nhân, và cái nhóm chứng đó là 10.000 bệnh nhân. Thì trong nghiên cứu này người ta coi cho kết quả rằng đối với bệnh nhân mà trước đây có xuất huyết tiêu có cái mình có lát dạ dày tái tràng thì cái yếu tố nguy cơ gây biến chứng đường tiêu hóa là 13,5%. Nếu chúng ta sử dụng nhiều thuốc ăn xét thì cái tỷ lệ này lên là 9%. Nếu chúng ta dùng ánh sét liều cao thì đó là tỷ lệ này là 7% mà 7 chấm. Đối với nếu trường hợp mà dùng cái thuốc có phối hợp với thuốc kháng đông thì cái tỷ lệ RR này là 6.6.4. Nếu mà bệnh nhân trên 70 tuổi thì cái tỷ lệ này là 5.6, nhưng mà khi chúng ta phối hợp với cái steroid giá trị là 2.2. Do đó mà trong cái hiện nay những cái guideline để phòng ngừa ánh sét tổn thương trên đường tiêu hóa của tại Mỹ cũng như là tại Hàn Quốc năm 2020 thì cho rằng những yếu tố nguy cơ mà có thể khả năng gây ra cái tổn thương như là tuổi trên 60, là tiền sử lát dạ dày, dùng ta dùng cái ánh sét liều cao, có thuốc chống cái tổn thương cầu, dùng corticoid và bệnh lý tim mạch. Do đó đối với những đối tượng này chúng ta phải cẩn thận khi sử dụng thuốc ánh sét. Và có một cái nghiên cứu và đánh giá cái mối liên quan giữa Helicobacter pylori có cái loát dạ dày tái tràng khi chúng ta sử dụng trùng với ánh sét hay không. Đây là một cái nghiên cứu với cỡ mẫu là 4.000 bệnh nhân, và đây là những cái tên những dữ liệu dùng cái baseline, dùng cái MPA hay là dùng cái thư viện Cochrane cũng như là cái thư viện y khoa của Hàn Quốc. Thì trong nghiên cứu này cho tất cả những bệnh nhân có những Helicobacter pylori và có chỉ định sử dụng ánh sét, và chia làm hai cái nhóm với cỡ mẫu là gần 1.200 bệnh nhân, và một nhóm thì điều trị đi từ Helicobacter pylori trước khi điều trị ánh sét, và cái nhóm chúng ta không phải điều trị Helicobacter pylori. Thì trong nghiên cứu người ta thấy rằng nếu chúng ta từ được Helicobacter pylori thì đã làm giảm được rất là nhiều cái nguy cơ rất dày tái tràng do thuốc ánh sét gây ra, và sự khác biệt này có nhà thống kê. Do đó trong cái phần trong cái những cái guideline này cũng khuyến cáo những bệnh nhân khi chúng ta sử dụng ánh sét dài hạn, chúng ta nên tầm soát và điều trị Helicobacter pylori trước khi điều trị ánh sét để ngăn ngừa loét và các biến chứng của dạ dày và tái tràng. Như vậy hiện nay cái PPI có vai trò như thế nào trong vấn đề chúng ta phối hợp với điều trị ACE để phòng ngừa những biến chứng trên đường tiêu hóa? Đây là một cái phân tích gợp của Sugano và Cộng sự năm 2012. Với cái nghiên cứu này, với cái phân tích gợp này gồm có 4 cái nghiên cứu ICT với cơ mẫu là gần 3.000 bệnh nhân và được chia làm hai nhóm. Một nhóm là điều trị PPI phối hợp với PI, một nhóm không điều trị phối hợp với PI, và đánh giá phân tích thời gian điều trị nhỏ hơn 12 tuần, từ 12 đến 24 tuần và trên 24 tuần. Thì trong cái nghiên cứu này người ta nhận thấy rằng
bất kỳ thời điểm nào khi chúng sử dụng PPI đều có phòng ngừa tốt trong vấn đề hạn chế những cái tổn thương niêm mạc, nhất là loét miệng tới tràng. Và trong nghiên cứu này người ta thấy rằng nếu chúng ta sử dụng PPI cộng với NSAID thì giảm nguy cơ loét dạ dày tới tràng từ 54 đến 76%. Như vậy chúng ta dùng liều PPI như thế nào để có cái hiệu quả? Thì trong đây là một cái nghiên cứu phân tích gộp gồm có 8 ca RCT với cái cỡ mẫu là 3.000 bệnh nhân và được chia làm hai nhóm, và phân tích gồm có hai cái phần, một là chúng ta dùng cái liều, một cái liều chuẩn và thứ hai là dùng liều thấp. Thì chúng ta thấy rằng dùng liều chuẩn hay liều thấp đều bảo vệ được cái tổn thương niêm mạc dạ dày khi sử dụng PPI. Và cái sự khác và cái sự khác biệt này có những cái thống kê khi chúng ta sử dụng những cái liều khác nhau. Và thứ hai nữa là vấn đề dùng cái thuốc misoprostol có cải thiện được cái NSAID hay không. Đây là một cái thuốc rất là từ lâu và trước đây đã sử dụng rất là nhiều. Tuy nhiên trong những thời gian gần đây, vì do cái PPI đã ra đời, thứ hai là cái misoprostol đã có nhiều cái biến chứng kinh nguyệt phụ nữ, do đó hiện nay ít sử dụng. Nhưng mà trước đây thì người ta đã sử dụng rất nhiều, và đây là một cái nghiên cứu phân tích gộp gồm có 12 RCT. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng cái misoprostol cộng với NSAID thì nó làm giảm nguy cơ xuất huyết, người giảm nguy cơ loét dạ dày tới tràng từ 55 đến 74%. Và như vậy cái PPI và cái misoprostol thì rất là hiệu quả. Còn cái ức chế thụ thể H2 như thế nào? Thì đây là một phân tích gộp còn có 7 cái phân tích gộp. Đây là một cái phân tích phân gộp còn có 7 nghiên cứu RCT và với 2.000 bệnh nhân và được chia làm hai nhóm. Một nhóm là cái sử dụng phối hợp và với ức chế thụ thể H2, và một nhóm thì không phù hợp với ức chế thụ thể H2, và cũng đánh giá cái ba thời điểm đó là nhỏ hơn thời gian điều trị là nhỏ hơn 12 tuần, thời gian điều trị từ 12 đến 24 tuần và thời gian điều trị là trên 24 tuần. Thì trong cái phân tích gặp này người ta nhận thấy rằng nếu chúng ta sử dụng cái thuốc NSAID cộng với ức chế thụ thể H2 thì nó làm giảm nguy cơ loét dạ dày tới tràng từ 33 đến 68%. Như vậy có một cái nghiên cứu về cái omnium hay là cái astronaut thì rõ ràng khi chúng ta sử dụng omeprazole, misoprostol hay là ranitidine thì nó đều cải thiện được cái vấn đề cái tổn thương NSAID trên đường niêm mạc của dạ dày và tá tràng, và trong đó PPI là có hiệu quả hơn so với những hai cái còn lại. Và có một cái nghiên cứu về đánh giá omeprazole để phòng ngừa loét dạ dày tá tràng do NSAID. Đây là một nghiên cứu theo dõi từ đến 12 tháng, và nghiên cứu này đã sử dụng cái pantoprazole là 40 mg và một nhóm là điều trị placebo, và cái mục tiêu đánh giá là thời điểm ở 4 tuần và 12 tuần, và dựa vào cái nội soi để đánh giá có tổn thương niêm mạc dạ dày tá tràng trên nội soi hay không. Thì trong cái nghiên cứu này ở tuần thứ tư thì đến với nhóm mà dùng pantoprazole liều là 40 mg thì tôi thấy rằng 92% không có tổn thương niêm mạc dạ dày trên nội soi và không có tổn thương niêm mạc tá tràng trên nội soi, trong khi đó cái nhóm placebo chỉ có 75%. Còn đến 12 tuần thì cái tỷ lệ mà trên nội soi không có tổn thương niêm mạc dạ dày và tá tràng 82%, trong đây khi đó đối với nhóm placebo là 55%, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Như vậy có một cái nghiên cứu khác về đánh giá hiệu quả của pantoprazole trên bệnh nhân có bệnh lý đau khớp sử dụng NSAID lâu dài và yếu tố nguy cơ cao và theo dõi trong vòng 6 tháng, được chia làm hai nhóm, một nhóm điều trị pantoprazole với liều 20 mg và nhóm misoprostol 20 mg hai lần trong ngày với cơ mẫu là gần 257 bệnh nhân. Thì trong nghiên cứu này người ta thấy là qua 6 tháng người ta thấy rằng cái bảo vệ được cái tỷ lệ niêm mạc dạ dày nó không có gây tổn thương là 89%, trong khi đó dùng cái misoprostol là chiếm 70%, và sự khác biệt này có thể thống kê. Trong khi đó chúng ta có một nghiên cứu về trên bệnh nhân có bệnh lý thấp khớp có điều trị NSAID kéo dài và yếu tố nguy cơ cao và thời gian cũng là trong vòng 6 tháng, và so sánh giữa cái pantoprazole 20 mg, pantoprazole 40 mg và omeprazole 20 mg với cái cơ mẫu là khoảng 200 cho mỗi nhóm, thì thấy rõ ràng đối với cái tỷ lệ bảo vệ được dạ dày tá tràng là 90% cho với pantoprazole 20 mg và 93% cho omeprazole 40 mg và 89% cho omeprazole
20 mg, vậy là rõ ràng không có sự khác biệt cái gì thống kê, có nghĩa là chúng ta chỉ cần dùng tăng tốc lần 20 mg nó cũng đủ để bảo vệ được cái niêm mạc dạ dày khi sử dụng NSAID. Như vậy cái cấp 2 này, cái những cái NSAID mà cấp thuốc giới cấp 2 nó có bảo vệ được cái niêm mạc dạ dày so với những cái NSAID khác hay không, thì đây là một phân tích gộp gồm có 22 RST khi so sánh giữa cái nguy cơ loét dạ dày tá tràng giữa cái cấp không chọn lọc và cái cấp 2 với cỡ mẫu là gần 9.000 bệnh, gần 10.000 bệnh nhân, và được chia làm hai nhóm, một nhóm dùng cái cấp 2, một nhóm là dùng không phải cấp 2, cái là cái nhóm không chọn lọc. Thì chúng ta cũng theo dõi khi thời gian điều trị nhỏ hơn 12 tuần, từ 12 đến 24 tuần và từ lớn 24 tuần, thì qua cái nghiên cứu này người ta kết luận rằng khi mà sử dụng cái cấp 2 thì nó sẽ làm giảm được cái loét dạ dày tá tràng từ 73 đến 80%. Như vậy chúng ta sử dụng cấp 2 nó đã bảo vệ được cái niêm mạc dạ dày. Như vậy khi chúng ta sử dụng cấp 2 cộng với TPPI nó có hiệu quả hay không, thì tác giả Trang năm 2004 đã nghiên cứu với cái cơ mẫu, với cơ mẫu là khoảng 250 bệnh nhân và được chia làm hai nhóm, và một cái nhóm thì sử dụng cái cấp 2, một nhóm thì sử dụng cấp 2 cộng với PPI. Thì kết quả nhận thấy rằng cái hình trám này nó nghiêng về cái nhóm dùng cái cấp 2 dùng cấp 2 hơn là cái dùng cấp 2 cộng PPI. Tuy nhiên cái B này 0.18 và sự khác biệt này không có nghĩa thống kê. Trong cái nghiên cứu này người ta kết luận rằng chúng ta sử dụng chỉ cần PPI nó cũng có đại hiệu quả, không cần phối hợp với PPI. Do đó trong cái hai cái guideline gần nhất để phòng ngừa, hướng dẫn cái phòng ngừa NSAID tác động trên cái dạ dày tá tràng, thì khuyến cáo nếu bệnh nhân điều trị thuốc NSAID kéo dài nên phối hợp với PPI liều thấp để ngăn ngừa loét dạ dày tá tràng và các biến chứng của nó. Về cơ chế tác động của cấp 2 trên tim mạch, chúng ta biết rằng từ cái arachidonic này dưới tác dụng của cấp 2 trên cái tế bào biểu mô của niêm mạc của cái thành mạch thì nó tạo ra cái BC2. BC2 có nghĩa là prostatin. Cái chất này có nhiệm vụ là gì? Giãn mạch và làm tăng chống kết chống của tiểu cầu. Còn đối với cái tác dụng tới cấp 1 trên tiểu cầu, nó tạo ra cái TXA2. TXA2 có nghĩa là thrombosan. Nó có cái chức năng là co mạch máu và làm tăng kết chính của tiểu cầu. Do đó khi chúng ta sử dụng cái thuốc ức chế cấp 2, tức nghĩa là khi chúng ta sử dụng bên này thì nó ức chế cái phần cái phòng màu xanh, tức là không có tạo ra được cái BCE2, mà không tạo ra BCE2 thì nó sẽ làm tăng cái sự, làm cái sự mất cân bằng giữa cái TXA2 và cái BCE2, mà tăng cái TXA2 tức nghĩa là proxan thì nó sẽ làm tăng cơ mạch và tăng chất chống của tế cầu, nó sẽ tạo thành ra một cái cục máu đông ở đây, do đó mà nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh lý tim mạch. Do đó năm 2005, một cái nghiên cứu Graham với 1,3 triệu bệnh nhân, chúng ta sử dụng trong cái nghiên cứu này thì đã sử dụng cái rofecoxib với liều 25 mg trên ngày. Thì trong cái nghiên cứu này tác giả đã nhận thấy rằng tỷ lệ nhồi máu cơ tim và tỷ lệ tử vong cấp cao gấp 3 lần so với nhìn không có sử dụng. Và đánh giá yếu tố nguy cơ tim mạch, đây là một phân tích gộp, đang phân tích gộp với 18 cái nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng và 11 cái nghiên cứu quan sát. Người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà biến chứng cái tim mạch với RR là 2.3, và sự khác biệt này các nhà thống kê so với nhóm không sử dụng. Nhưng mà sau đó một năm thì rõ ràng cái RR nó vẫn là 2.2, và sự khác biệt này nó cũng có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm mà chúng ta không sử dụng cái rofecoxib. Và một cái thử nghiệm của Vigo thì đánh giá về cái tổn thương trên cái bệnh lý tim mạch với cái cỡ mẫu là 8.076 bệnh nhân cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp trên 50 tuổi. Một nhóm dùng cái rofecoxib và một nhóm dùng naproxen theo dõi trung bình cũng là 9 tháng. Và chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim tăng gấp 5 lần so với naproxen. Và một cái thử nghiệm gọi là APROVER thì với cỡ mẫu là 2.586 bệnh nhân. Cái thử nghiệm này mục đích là để ngăn ngừa cái polyp bằng cái thay ốc. Thì với cái chia làm hai cái cờ mẫu chia làm hai phần. Thứ nhất là đối với một nhóm thì điều trị bằng rofecoxib và một nhóm điều trị placebo. Và trong nghiên cứu này người ta thấy rằng cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim đối với cái nhóm dùng cái rofecoxib với RR1.9 thì sự khác biệt này cái nghĩa thống kê.
Trong khi đó vấn đề suy tim và OB trong cái giống này thì nó với HR là 4.6. Do đó năm 2004 người ta đã thua vào cái rocatinlimab. Do đó mà đứng trước một cái trường hợp bệnh nhân trên lâm sàng mà chúng ta chọn cái NSAID nào để điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta phải dựa vào hai yếu tố, đó là yếu tố nguy cơ tiêu hóa và yếu tố nguy cơ tim mạch. Như vậy yếu tố nguy cơ tiêu hóa gồm những cái phần những cái yếu tố nào? Thứ nhất là tuổi trên 60, thứ hai là cái tiền sử loét dạ dày tá tràng, thứ ba là tiêu dùng NSAID được cao, thứ tư là bệnh nhân có sử dụng có thuốc chống thủy đậu hay không, thứ năm là có sử dụng bạch huyết hay không, và thứ sáu có bệnh lý tim mạch hay không. Đây là những yếu tố nguy cơ rất dễ gì là đến với nguy cơ của đường tiêu hóa. Còn đến yếu tố nguy cơ tim mạch thì người ta trong cái này này người ta dựa vào cái hội chứng chuyển hóa, đó là đường huyết trên 100 mg trên đề/lít, HDL đối với nam nhỏ hơn 40 mg trên đề/lít và đối với nữ nhỏ hơn 50 mg trên đề/lít, và triglyceride lớn hơn 150 mg trên đề/lít, và male đối với nam trên 90 cm và với nữ là phải trên 85 cm, và huyết áp phải lớn hơn 130 trên 85, và mỗi yếu tố này thì cho một điểm, nếu đánh giá không có yếu tố nguy cơ là từ 1 đến 2 điểm và yếu tố nguy cơ là 3 đến 5 điểm. Do đó nếu trường hợp mà cái yếu tố nguy cơ tiêu hóa thấp và yếu tố nguy cơ tim mạch thấp thì chúng ta sử dụng cái thuốc NSAID không chọn lọc. Nếu yếu tố nguy cơ thấp tiêu hóa thấp mà yếu tố nguy cơ tim mạch cao thì chúng ta sử dụng cái NSAID không chọn lọc cộng với PPI. Còn nếu yếu tố nguy cơ tiêu hóa cao và yếu tố nguy cơ tim mạch thấp thì chúng ta sử dụng cái cấp 2 hoặc là cái NSAID không chọn lọc cộng với PPI. Nếu mà cả hai yếu tố này cùng cao thì chúng ta tránh sử dụng NSAID. Trong những trường hợp mà chúng ta không thể tránh được mà chúng ta sử dụng thì chúng ta nên sử dụng NSAID không chọn lọc cộng với PPI. Và để kết thúc cái bài này, chúng tôi sẽ đưa ra một cái kết luận, đó là NSAID là một thuốc điều trị giảm đau và một số bệnh lý tim mạch. NSAID là thuốc gây ra các biến chứng ở đường tiêu hóa, và khi chúng ta sử dụng phối hợp NSAID phối hợp với PPI là cải thiện được chất lượng sống và hạn chế được biến chứng đường tiêu hóa trên da thuốc. Cấp 2 là một thuốc chức ảnh hưởng đến tiêu hóa. Tuy nhiên sự lựa chọn thuốc chúng ta phải dựa vào hai yếu tố, đó là yếu tố nguy cơ tim mạch và yếu tố nguy cơ tiêu hóa. Phần trình bày đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đã theo dõi. Xin cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Võ Hồng Minh Công về những cái phương pháp dự phòng loét đường tiêu hóa liên quan đến việc sử dụng cái thuốc kháng viêm không steroid. Như vậy chúng ta đã vừa nghe 4 phần trình bày của 4 báo cáo viên liên quan đến cái chủ đề về điều trị Helicobacter pylori và dự phòng cái loét do sử dụng cái thuốc kháng viêm không steroid. Cho tới hiện tại bây giờ chúng tôi ghi nhận rằng là cái số người tham gia là vẫn là ở cái mức trên 600 đại biểu và các đồng nghiệp, và chúng tôi nhận được là khoảng 37 cái câu câu hỏi mà quý vị đã gửi đến. Thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn cái sự chú ý lắng nghe của tất cả các quý vị và ở lại tới giờ này để mà tiếp tục tham gia cái hội thảo trong cái phần thảo luận. Thì chúng tôi sẽ lần lượt trả lời một số những cái câu hỏi. Tuy nhiên do cái thời lượng chương trình chúng ta cũng bị hạn chế, do đó chúng tôi cũng sẽ chọn ra một số những cái câu hỏi nào mà đặc biệt quan trọng, còn có những cái câu hỏi nó trùng lắp thì chúng ta có thể là sẽ lược bớt lại. Rồi, cái phần câu hỏi thứ nhất, có đồng nghiệp đã đặt cái câu hỏi như sau, là bệnh nhân mà có cái tiền sử dùng cái kinolon thì cảm giác có cái đau cơ rất là nhiều, thì xin hỏi cái trường hợp mà đã bị thất bại như điều trị với những cái lần đầu thì cái phác đồ bộ 3 hoặc là bộ 4 mà nên chúng ta có thể thay levofloxacin bằng cái thuốc nào hay không? Cái câu hỏi này rất là lý thú vì chúng tôi cũng gặp rất nhiều những cái trường hợp mà bệnh nhân khi sử dụng cái nhóm kinolon đó, thì họ bị cái tác dụng phụ, mà đặc biệt là cái nhóm kinolon thì người ta thấy là có nguy cơ thuốc nó sẽ thâm nhập ở cái mô sụn khớp và cái mô của cái cơ, do đó mà nó có thể gây ra một số tác dụng phụ ảnh hưởng trên cái sụn tăng trưởng cũng như là đối với lại cái cơ, và vì vậy mà cái tác dụng phụ là có thể nó gây ra một tình trạng viêm gân cơ hoặc là viêm viêm khớp vân vân. Tuy nhiên cái tác dụng phụ này đó nó cũng không phải là
quá thường gặp, nó có nhưng mà không phải là quá thường gặp, và nó cũng tùy thuộc vào cái nhóm quinolone mà chúng ta sử dụng. Chẳng hạn là khi chúng ta sử dụng cái ciprofloxacin hoặc ofloxacin, norfloxacin, thì cái tần suất xảy ra cái đau cơ đau khớp nó sẽ ít hơn là chúng ta sử dụng levofloxacin. Và thông thường thì những cái ca mà trước khi mà sử dụng cái thuốc quinolone thì chúng tôi cũng phải có cảnh báo bệnh nhân và cũng khuyên bệnh nhân là trong cái suốt 2 tuần điều trị đó thì không nên mà vận động quá mạnh, tức là khi không nên tập những cái thể dục thể thao mà với cái cường độ mạnh, mà chúng ta chỉ là những cái sinh hoạt thông thường thôi, và hạn chế khi mà thấy mà có tình trạng đau đau cơ đau khớp gì đó thì phải báo với lại bác sĩ điều trị để chúng ta có thể điều chỉnh liều. Và thường cái triệu chứng nó xảy ra là chủ yếu là khi chúng ta sử dụng liều liều 2 viên một ngày, 500 mg 2 viên một ngày đối với levofloxacin. Những cái trường hợp đó thì chúng tôi thường là tôi có thể giảm bớt liều, và có những trường hợp chúng tôi sử dụng là 1 viên rưỡi, tức là 1 viên buổi sáng và nửa viên buổi chiều, hoặc là thậm chí có những trường hợp tôi giảm còn 1 viên buổi sáng thôi, thì bệnh nhân vẫn có dung nạp với thuốc và bớt đau, và đồng thời là bệnh nhân vẫn có đạt được cái hiệu quả tiệt trừ. Vì chúng ta biết là cái levofloxacin nó là một cái kháng sinh mà tác dụng tại cái cơ chế tổng hợp của protein của virus của vi khuẩn, do đó mà nó cần có một cái sử dụng một cái liều mà chúng ta có thể sử dụng 1 liều hoặc là 2 liều trong một ngày, và nên dùng cái liều mà khởi đầu là liều liều cao, và chúng ta có thể là thậm chí tôi có thể cho bệnh nhân uống là trong ngày là 1 viên rưỡi buổi sáng, uống 1 lần thôi, thì bệnh nhân cũng có giảm đi những cái tác dụng phụ liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên là chúng ta cần phải có cái sự cảnh báo, và trong trường hợp nếu bệnh nhân không dung nạp thì bắt buộc chúng ta phải thay đổi cái thuốc khác. Có một cái tác dụng phụ cũng liên quan đến cái nhóm quinolone đó là bệnh nhân mất ngủ. Vì vậy mà có những trường hợp bệnh nhân bị mất ngủ rất nhiều, và nếu cần ta phải cho thêm những thuốc hỗ trợ về đêm, và uống thuốc ngủ về đêm, và thậm chí là chúng ta nên khuyên bệnh nhân uống, nếu mà được thì nên uống cái liều vào buổi sáng nhiều hơn là uống vào cái buổi chiều. Có câu hỏi tiếp theo là tại sao mà chúng ta không hỏi về cái lịch sử sử dụng kháng sinh của bệnh nhân mà cho làm kháng sinh đồ trước? Thật ra thì thông thường thì không ai cho bệnh nhân làm cái kháng sinh đồ trước cả, mà chúng ta phải, nếu bệnh nhân mới mới khám lần đầu thì chúng ta thường là chúng ta sẽ điều trị theo kinh nghiệm, tức là kinh nghiệm ở đây là người ta dựa vào những cái nghiên cứu của cái quốc gia hay là của cái vùng mà chúng ta ở đó, là cái tỷ lệ mà đề kháng kháng sinh nó nhiều hay ít, và cái loại kháng sinh nào là thường là bị đề kháng. Và thứ hai là chúng ta cũng dựa vào những cái báo cáo của các cái tác giả trong nước mà nghiên cứu cho thấy là cái phác đồ nào mà còn là cái hiệu quả cao, thì chúng ta sẽ có thể là điều trị theo kinh nghiệm ngay từ đầu bằng cái phác đồ đó. Trong trường hợp thất bại lần thứ hai thì chúng ta cũng sẽ điều trị theo cái khuyến cáo là bước 1 thì chúng ta dùng thuốc gì, bước 2 là chúng ta dùng thuốc gì. Và trong trường hợp lần thứ 3 mà đã bị thất bại đó thì chúng ta không nên cố gắng thay đổi thuốc nữa, mà chúng ta nên cho bệnh nhân làm kháng sinh đồ thì chúng ta chọn ra những cái kháng sinh nào phù hợp. Và thậm chí có những trường hợp chúng tôi cho làm kháng sinh đồ bệnh nhân kháng hết tất cả thuốc, thì những cái trường hợp đó thì có khi là chúng tôi vẫn phải theo dõi bệnh nhân và điều trị triệu chứng trước, rồi một thời gian sau, có khi là phải kéo dài trong một thời gian sau thì chúng tôi cho bệnh nhân làm lại kháng sinh đồ để chúng ta đánh giá lại cái tình trạng nhạy cảm của vi khuẩn, và chúng tôi có thể chọn lại kháng sinh phù hợp. Tại tôi biết là có những trường hợp khi mà ngưng những cái không sử dụng những kháng sinh một thời gian đó thì cái sự nhạy cảm của cái vi khuẩn nó sẽ có thể là phục hồi trở lại, đặc biệt là đối với lại clarithromycin nếu chúng ta không lạm dụng clarithromycin. Một cái câu hỏi tiếp theo là dành cho bác sĩ Đặng Minh Luân, thì theo như cái báo cáo đó của bác sĩ Luân thì nếu như mà bệnh nhân có cái kết quả nội soi và sinh thiết là teo cái niêm mạc mà mức độ là C2 và mô bệnh học thì không thấy loạn sản hay là chuyển sản, nhưng mà vi khuẩn H. pylori thì âm tính, thì lúc đó chúng ta cần theo dõi qua nội soi và điều trị dự phòng như thế nào? Xin mời bác sĩ Luân.
Kính thưa quý đồng nghiệp, thì rất cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì đây là một cái vấn đề cũng đúng là cũng rất là thường gặp trong thực tế. Thì chúng ta thấy rằng là teo niêm mạc C2 được định nghĩa là cái bờ teo nó khu trú ở cái vùng bờ cong nhỏ thôi, nhưng mà nó vượt quá cái góc bờ cong nhỏ rồi, nhưng mà nó chưa vượt quá 1/2 của cái vùng thân vị, thì chúng ta tính là C2. Thì về mặt định nghĩa đó, thì teo C2 vẫn được tính làm cái teo mức độ nhẹ thôi, chứ chưa được tính làm teo mức độ trung bình hay nặng. Thì thực tế nếu mình chúng ta thấy bệnh nhân teo C2 đó, thì khi mà chúng ta làm cái lo test mà HB âm á, thì một cái lời khuyên của chúng tôi là chúng ta thấy khi mình chúng ta thấy bệnh nhân có teo niêm mạc thì chúng ta phải rất cảnh giác cái chuyện nhiễm HB. Thành ra trong thực tế nếu mà bệnh nhân có làm test HB mà lo test mà âm tính, thì tôi vẫn khuyên là chúng ta có thể xem xét làm thêm một cái huyết thanh chẩn đoán để cho nó chắc chắn là chúng ta không có nhiễm HB. Và nếu trong trường hợp mà chúng ta làm luôn cái huyết thanh chẩn đoán bệnh nhân không có nhiễm HB đó, thì theo cái phân độ teo C2 thì vẫn là một cái mức độ teo mức độ nhẹ, thành ra chúng ta không có khuyến cáo phải theo bắt buộc phải theo dõi trên cái nội soi dạ dày. Xin cảm ơn. À, xin hỏi bác sĩ Luân là trong trường hợp này chúng ta có thể dùng những cái thuốc gì để bảo vệ niêm mạc, hay là chúng ta có một cái vấn đề theo dõi nào thêm hoặc là hỗ trợ gì thêm cho cái ở trong trường hợp mà bệnh nhân đã có những cái thay đổi trên cái mô bệnh học nhưng mà chưa có cái bằng chứng gì rõ của cái vấn đề ác tính? Xin mời bác sĩ Luân. Dạ, này thì đây là một câu hỏi cũng được rất nhiều các tác giả quan tâm. Thì hiện tại thì có ba cái nhóm thuốc chính được nghiên cứu để trong những cái bệnh nhân mà có những tổn thương tiền ung thư như là viêm teo hoặc là trị sản ruột. Thì đầu tiên cái nhóm thuốc mà được nghiên cứu nhiều nhất là cái nhóm thuốc NSAID, bao gồm cả luôn cái chế gốc hai. Thì người ta thấy rằng là thực ra cái nhóm NSAID bao gồm cả chế gốc hai á, nó có làm giảm được cái nguy cơ tiến triển thành ung thư dạ dày, tuy nhiên cái hiệu quả thì nó thấp thôi, nó nhỏ, và nó chủ yếu là nó sẽ mất đi khi mà chúng ta tiệt trừ Helicobacter pylori. Do cái hiệu quả nó nhỏ mà cái tác dụng phụ nó nhiều quá, giống như bài của tiến sĩ Công trình bày đó, có quá nhiều tác dụng phụ, thành ra hiện tại người ta không khuyến cáo sử dụng NSAID để mà làm cải thiện các cái tổn thương mô học cho bệnh nhân. Cái nhóm thuốc thứ hai mà cũng được nghiên cứu đó là các cái thuốc kháng oxy hóa, chẳng hạn như vitamin E hoặc là vitamin A. Thì chúng ta có khoảng 3 cái nghiên cứu về cái vấn đề này, thì kết quả cho thấy rằng là có vẻ như là các cái thuốc này nó không có hiệu quả để cải thiện được cái tình trạng viêm teo hoặc là chuyển sản ruột của bệnh nhân, thành ra hiện tại cũng không được khuyến cáo. Một cái nhóm thuốc gần đây chúng ta cũng có nghiên cứu, chúng ta có khoảng 2 cái nghiên cứu kéo dài khoảng từ 6 đến 12 tháng sau khi chúng ta tiệt trừ HB, đó là cái nhóm Rebamibine mà chúng ta cũng hay sử dụng trong thời gian sàng. Thì kết quả khá là khả quan, cho thấy rằng là Rebamibine có thể làm giảm viêm, giảm cái tổn thương viêm teo cho bệnh nhân. Một nghiên cứu thì nói rằng có thể làm giảm chuyển sản ruột cho bệnh nhân khi mà chúng ta dùng kéo dài sau khi chúng ta tiệt trừ Helicobacter pylori. Tuy nhiên chúng ta thấy là hai cái nghiên cứu này cỡ mẫu khá nhỏ, thành ra về mặt chứng cứ thì chúng ta chưa đủ để mà chúng ta đưa ra một cái khuyến cáo là nên sử dụng Rebamibine cho những bệnh nhân này. Tuy nhiên cái kết quả khá là hứa hẹn, và thành ra là thực tế thì chúng tôi cũng có sử dụng cái thuốc này trong lâm sàng, còn cái khuyến cáo thì hiện tại chúng ta chưa có. Xin hết. Cảm ơn bác sĩ Luân. Câu hỏi thứ ba dành cho bác sĩ Văn. Theo báo cáo của bác sĩ Văn thì là pantoprazole thì có nhiều ưu điểm hơn so với là các PPI khác, nhưng mà nếu chọn cái PPI khác á, thì chúng ta sử dụng 2 lần trong một ngày để điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori thì cái hiệu quả như thế nào, hay là chúng ta chỉ dùng pantoprazole trong điều trị diệt Helicobacter pylori? Xin cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì như trong bài trình bày của tôi á, thì tôi có nói đến về những cái ưu điểm của pantoprazole trong cái cơ chế ức chế cái Vmax cộng K cộng AT3 bằng cách nó gắn với cysteine 822, cũng như là cái nồng độ trong huyết tương của nó khá là cao, và cái ái lực của pantoprazole với lại CYP2C19 khá là thấp. Thì như đã trình bày trong bài, thì hiện nay trong tất cả những cái khuyến cáo của các hiệp hội tiêu hóa trên thế giới, của Maastricht 5, của ACG 2017, của AGA 2021 hoặc là của WGO 2021, thì đều không có khuyến cáo bất cứ một cái PPI nào cụ thể trong tất cả các phác đồ điều trị Helicobacter pylori. Vì thật ra tùy theo cái nghiên cứu mà chúng ta sẽ thấy là mỗi cái PPI nó sẽ có một cái ưu điểm khác nhau, đều làm cái hiệu quả của những cái nghiên cứu dựa trên những cái PPI khác nhau đều cho thấy là khi mà chúng ta sử dụng PPI với cái liều cao là 2 lần một ngày thì đều đạt được cái hiệu quả gần như là tương đương nhau trong tất cả các phác đồ điều trị tiệt trừ HB. Do đó mà hiện nay trên thực hành lâm sàng thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tất cả các loại PPI giống nhau, và chúng ta có thể cân nhắc xem xét pantoprazole thôi, chứ không phải là bắt buộc nhưng mà chỉ sử dụng pantoprazole. Riêng cái vấn đề này thì chúng tôi cũng có một vài cái lưu ý với tất cả các đồng nghiệp.
Thì trên thực tế đó thì chúng ta có rất nhiều thuốc để chúng ta sử dụng, và tùy theo cái tình hình cụ thể của cái cơ sở của mình và chúng ta sẵn có cái thuốc gì thì chúng ta sử dụng cái thuốc đó. Tuy nhiên chúng ta cần phải quan tâm đến thứ nhất là cái chất lượng của thuốc, hoặc là chúng ta phải hướng dẫn dân sử dụng đúng cách, tức là uống cái thuốc PPI là phải uống trước ăn ít nhất là khoảng 30 phút thì nó mới đạt được cái hiệu quả tối ưu, và cần phải có sự tuân thủ đúng theo cái liều mà hướng dẫn. Và đối với cái vấn đề chuyển hóa tại cái men CYP2C19 của các cái PPI đó, thì người ta cũng có một cái số nghiên cứu cho thấy chẳng hạn nếu như những cái thuốc nào mà nó có chuyển hóa nhanh tại hoặc là ái lực rất là mạnh đối với lại cái men CYP2C19 thì cái phác đồ điều trị chúng ta có thể sử dụng cái tăng cái liều gấp đôi của cái PPI, thì để nó sẽ đạt được một cái hiệu quả cái hiệu quả nồng độ để mà đảm bảo cái tác dụng của cái thuốc. Và do đó mà chúng ta có thể là tùy theo cái điều kiện của cái cơ sở chúng ta có thuốc gì thì chúng ta sử dụng thuốc đó. Và dĩ nhiên là khi mà chúng ta xem xét, chúng ta cân nhắc, ví dụ chúng ta có rất nhiều các thuốc chọn lựa thì chúng ta có thể là chọn lựa dựa trên tính hiệu quả hoặc cái độ an toàn, sự tương tác thuốc, hoặc là cái sự mà gọi là gắn kết với lại cái men CYP2C19 để chúng ta có thể là điều chỉnh hoặc là chọn lựa những cái phác đồ phù hợp. Có một cái câu hỏi tiếp theo dành cho tiến sĩ Công. Những trường hợp nào thì khi dùng cái NSAID thì chúng ta phải dùng dự phòng phối hợp với lại PPI hoặc là misoprostol? Thì chẳng hạn như là khi dùng NSAID thì dùng bao lâu thì chúng ta mới dự phòng, hay là ngay từ đầu là chúng ta đã dùng dự phòng rồi? Mời tiến sĩ Công mở mở cái micro ạ. Cảm ơn cái câu hỏi của bạn, câu hỏi này rất là hay. Cái câu hỏi này thường hay gặp trên lâm sàng, nhưng mà khi chúng ta điều trị cái ăn sách làm sao để bảo vệ được cái dạ dày, cái mình điều trị được cái nó người ta gọi là giảm đau ở ngoài da mà rát trong lòng, thì cuối cùng là mình không đi giải quyết gì hết. Và chúng ta biết rằng thuốc ăn sách thì nó có nhiều cái chất cấp 1, chất cấp 2, hay là nó chất không trùng lập, là cả hai. Nếu chúng ta sử dụng những cái thuốc mà nó ức chế cấp 1 thì nó sẽ làm cho cái yếu tố bảo vệ của dạ dày nó sẽ giảm đi. Trong khi đó thì cái acid chloric nó tăng lên thì nó sẽ làm cho cái sự chênh lệch yếu tố bảo vệ và yếu tố phá hủy nó sẽ tăng lên, do đó nó gây ra loét. Và do đó mà khi chúng ta sử dụng NSAID thì ta phải đánh giá còn thuốc bệnh nhân yếu tố nguy cơ tim mạch hay không, yếu tố nguy cơ tiêu hóa hay không, và từ đó chúng ta sẽ chọn đó là NSAID cấp 1 hay là đúng dự ức chế cấp 1 hay là ức chế cấp 2 hay là không trùng lập. Và khi mà chúng ta đối với những cái bệnh nhân mà đã có những cái bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như là lớn hơn 60 tuổi, bệnh nhân có yếu tố nguy cơ trước đây đã viêm rất nhiều tại tràng, trước đây cả xuống dưới tiêu hóa, thì khi chúng ta sử dụng thuốc NSAID thì phải phối hợp với PPI để phòng ngừa cái biến chứng của rất nhiều tại tràng. Và cái thời gian điều trị thì người ta thấy rằng thời gian điều trị tới bây giờ có nhiều người lại đã nói mình đã sử dụng NSAID à, hãy sử dụng PPI. Khi chúng ta ngừng NSAID thì chúng ta sẽ ngừng cái thuốc PPI. Cảm ơn bác sĩ Công. Một câu hỏi tiếp theo liên quan đến cái chủ đề xuất huyết tiêu hóa. Một cái bệnh nhân mà đang xuất huyết tiêu hóa mà xét nghiệm urea thì âm tính, nhưng mà để mà xác định chính xác là bệnh nhân có nhiễm Helicobacter pylori hay không thì chúng ta cần phải đánh giá và làm thêm những cái xét nghiệm gì? Thì thật ra chúng ta thấy rằng là đang lúc bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa thì khi mà tôi là chúng ta làm cái pro test đó, hoặc là cái test urease nhanh thì có thể nó sẽ cho cái kết quả âm tính giả. Vì vậy thường là hoặc là trong cái lúc mà nội soi đó thì thường người ta các bác sĩ nội soi không có làm cái xét nghiệm test urease nhanh, và chúng ta cứ tập trung cái chuyện mà điều trị cái cầm máu và cái điều trị ổn định xuất tiêu hóa. Còn cái chuyện mà chúng ta tìm cái nguyên nhân có phải do nhiễm Helicobacter pylori không thì chúng ta có thể có nhiều cách, hoặc là khi bệnh nhân đã ổn định cái xuất huyết đó thì chúng ta có thể cho bệnh nhân thử huyết thanh để xem coi bệnh nhân đã có nhiễm vi khuẩn hay không. Nếu bệnh nhân này chưa từng điều trị lần nào thì cái test mà huyết thanh mà kháng thể mà kháng Helicobacter pylori mà dương tính thì vẫn có giá trị để chúng ta có thể điều trị.
Hoặc là thứ hai chúng ta lưu ý, nếu như cái ổ loét mà nằm ở tá tràng thì gần như là trên 90% trường hợp là nó có liên quan đến nhiễm Helicobacter pylori, thì cái khả năng mà chúng ta điều trị cái vi khuẩn thì chúng ta cũng sẽ xem xét cái chuyện điều trị H. pylori, và thậm chí cũng không có quá gọi là vội vàng khi mà chúng ta gọi là khi bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn và đã ổn định và xuất viện trong những lần tái khám á, thì trong khi mà bệnh nhân tái khám á, chúng ta vẫn có thể cho bệnh nhân kiểm tra lại chắc chắn bằng cái test hơi thở. Khi mà bệnh nhân đã ngưng cái PPI thì chúng ta có thể là sẽ test cái vi khuẩn, tại vì cái vấn đề điều trị cái vi khuẩn Helicobacter pylori không phải là để chữa cái xuất huyết tiêu hóa, mà chúng ta sẽ điều trị để mà nó tránh cái tái phát của cái loét, để mà là hạn chế cái nguy cơ mà biến chứng chảy máu tiếp theo. Do đó mà chúng ta phải lưu ý cái chuyện là phải tầm soát, nhưng mà không có cần là phải làm ngay trong cái thời điểm bệnh nhân đang chảy máu. Một cái câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ Luân, thì trong cái phần trình bày có đề cập đến cái pepsinogen, thì trong trường hợp mà chúng ta thấy là bệnh nhân mà có cái chỉ số pepsinogen và HB âm tính thì chúng ta cần phải cẩn trọng như là cái pepsinogen mà giảm. Rồi, xin mời bác sĩ Luân. Thì một trong những cái lợi ích của chúng ta sử dụng cái các cái chỉ dấu ấn chỉ điểm là pepsinogen đó, là chúng ta có thể kết hợp với cái Helicobacter pylori mà chúng ta làm test huyết thanh. Thì người ta chia bệnh nhân ra làm 4 nhóm. Cái nhóm đầu tiên là những trường hợp mà có HB âm tính và pepsinogen bình thường không có giảm, thì cái nhóm này người ta có thể tạm hiểu là bệnh nhân không có viêm dạ dày luôn, tại vì là HB âm tính rồi và không pepsinogen bình thường. Cái nhóm thứ hai là một cái nhóm mà có pepsinogen bình thường không có giảm mà HB dương tính, tức là cái nhóm này là nhóm có viêm dạ dày HB nhưng mà niêm mạc nó không có teo và nó không có chuyển sang ruột, thành ra cái nhóm này người ta xếp là nguy cơ trung bình. Cái nhóm mà được tính là có nguy cơ cao là những cái nhóm mà có giảm pepsinogen. Thì trong cái nhóm giảm pepsinogen người ta lại chia làm hai nhóm, là cái nhóm đầu tiên là giảm pepsinogen kèm theo là HB dương tính, tức là lúc này là tính là nguy cơ